Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là do An tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em, anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông, Này anh Simon con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của Thầy đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời, dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ trọng hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Phụng vụ cho chúng ta lắng nghe bài đọc tin mừng theo thánh Mátthêu. Và câu đầu tiên của tin mừng, chúng ta biết Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường đi đến các làng xã vùng Cesare, Philippe là miền dân ngoại ở phía bắc Galilee. Đó là một nơi xa khỏi vùng Đức Giêsu và các môn đệ của người thường xuyên lui tới. Điều này cho chúng ta hiểu rằng ở vùng đất này không có ai biết Chúa Giêsu và các môn đệ. Điều đó cũng có nghĩa là Chúa Giêsu và các môn đệ đang lánh khỏi những lời tung hô, khen ngợi, những sự ồn ào của thế gian khi người rao giảng tin mừng và làm các phép lạ. Chính trong bối cảnh này, Chúa Giêsu không xin ý kiến với các môn đệ về bài giảng trên núi hay phần nào đó về công trình của người. Tuy nhiên, người lại hỏi các ông về chính bản thân mình. Người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Doan tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremiah hay một trong các vị ngôn sứ. Vâng, đấy là người ta. Người ta, dân chúng, nhận định về Chúa như những gì họ đã nhìn thấy, đã nghe thấy, đã biết trong lịch sử văn hóa truyền thống của họ. Họ đã từng biết đến các ngôn sứ lớn trước đây trong lịch sử như Elia, Jeremiah hoặc gần hơn như Doan Tẩy Giả. Tuy nhiên, đấy vẫn là người ta nói về Thầy. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em, anh em nói Thầy là ai? Câu hỏi này dành cho tất cả các môn đệ như câu đầu, tất cả cùng trả lời. Riêng câu hỏi này làm cho các ông phải đối diện cách cá nhân với Chúa Giêsu. Còn bản thân anh em, từng người trong anh em, anh em nói Thầy là ai? Phêrô như là một tông đồ trưởng đã lên tiếng trả lời, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu lập tức nói như là lời chúc mừng Phêrô vì ông đã tuyên xưng đức tin và xác tín của mình vào Thầy. Sau những năm tháng theo Thầy cùng với các môn đệ, đó là một ơn phúc như lời Đức Giêsu đã nói: "Anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đứng ngự trên trời." Kính thưa anh chị em, sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin sau những năm tháng đi theo thầy trong những cuộc hành trình loan báo tin mừng, chứng kiến thầy làm phép lạ, là, lời tuyên xưng của Phêrô như là hoa trái của cả một cuộc hành trình. Đúng lúc này Chúa Giêsu trao cho Phêrô sứ mạng, thầy bảo cho anh biết anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Kính thưa anh chị em, chúng ta dừng ở đây trong việc tìm hiểu bài Tin Mừng và chúng ta bắt đầu đi vào suy niệm. Câu hỏi đầu tiên mà Chúa Giêsu cũng hỏi các môn đệ. Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta còn anh em bảo thầy là ai? Qua việc chúng ta tìm hiểu bối cảnh và nội dung chính của bài Tin Mừng, chúng ta thấy câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ như thế cũng là câu hỏi dành cho mỗi người kitô hữu trong hành trình đi theo chúa với ơn gọi là kitô hữu mỗi người được mời gọi đến một lúc nào đó không nói theo người khác cho dù là rất đúng rất hay mỗi người được mời gọi không nói theo công thức có sẵn cho dù đó là giáo lý tín lý hay truyền thống nhưng đích thân mỗi người chúng ta công bố Đức Giêsu là ai đối với mình. Chúng ta cũng phải trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu như người đã hỏi với các môn đệ. Để rồi qua sắc tín của chính bản thân, chúng ta sống và dấn thân cho điều mình tin. Cho đến độ, điều ta tuyên xưng, điều ta nói, chính là bản thân ta. Điều thứ hai chúng ta suy niệm, đó là việc đá tàng phêrô đặt vững vàng trên lòng thương xót. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đây là lời tuyên xưng đức tin qua đó Thánh phêrô đại diện cho tất cả những người tin thuộc mọi thời, trong đó có cả chúng ta hôm nay nhìn nhận căn tính thần linh con người Đức Giêsu Nazareth. Thực ra đức tin cũng là một ơn ban cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, ngay sau đoạn tin mừng này, Chúa Giêsu lại loan báo về cuộc thương khó và cũng lại là chính Phêrô đã ngăn cản thầy của mình. Hóa ra, việc Phêrô được chọn làm đá tảng để xây dựng hội thánh và sự thật là chính Chúa Giêsu đã quyết định chọn như vậy. Nhưng đá tảng Phêrô có vững cũng là nhờ ân sủng và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng chỉ giữ đạo nhưng phải sống đạo. Cho chúng con biết loan báo tin mừng bằng xác tín của mình chứ đừng tuyên truyền về tin mừng. Để sống được điều này, xin cho chúng con có xác tín cá nhân về Chúa, được kinh nghiệm thiết thân về Chúa để chúng con can đảm làm chứng cho tin mừng. Nguyện xin hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ chuyển cầu ơn Chúa tràn đầy trên chúng con. Ân sủng và lòng thương xót của Chúa đã nâng đỡ hai thánh nhân thế nào thì cũng xin ân sủng và lòng thương xót ấy nâng đỡ mỗi người chúng con trong cuộc hành trình ở trần gian. Amen.